Tại tỉnh Cà Mau, một nhóm người tụ tập lắc bầu cua ăn tiền, trong đó một người bị thua bạc. Sau khi nhóm giải tán, đối tượng quay lại tấn công vợ của bạn, cướp dây chuyền vàng rồi bỏ trốn. Sau 4 ngày gây án, đối tượng đã bị bắt khi đang lẩn trốn. Theo điều tra ban đầu, vào tối ngày 18 tháng 1 năm 2022, tại nhà anh Trung ở huyện Trần Văn Thời có tổ chức nhậu và lắc bầu cua ăn tiền. Do thua bạc nên đến khoảng 0 giờ 10 phút ngày 19 tháng 1, đối tượng Quỳnh Chí Ân, sinh năm 1988, ngụ huyện U Minh, đã quay lại nhà ông Trung. Lúc này ông Trung ngủ ở nhà trước, vợ ông Trung là bà Liễu đang rửa chén ở nhà sau. Ân đã dùng hung khí cắt cổ bà Liễu, giật sợi dây chuyền rồi bỏ chạy. Sau đó, Ân trốn đến địa bàn tỉnh Bình Phước. Bà Liễu được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Đến chiều ngày 22 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Phước và Công an thị xã Phước Long đã xác minh dây bắt được Ân khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ. Ân khai nhận đã bán sợi dây chuyền và lấy tiền tiêu xài cá nhân. Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc.